Điện thoại mãi rồi. Hôm nay em cùng các bác nghe nhạc đi. Em test đôi loa tai nôi màu đỏ đây. Đôi tai nôi của Hungary nhé. Đây là đôi của đến từ Hungary. Đôi này có chiều cao tầm gần 40 này, gần 40, ngang 20. Sâu nó tầm khoảng độ 23 đến 25. Em cùng các bác sẽ test đôi loa tai nôi. Loa tai nôi Made in Hungary, đến từ Hungary ạ. Nào, con này không biết là series có liền kề không, để em xem lại series nhé. Series của con này là 5 7 8 D, 5 7 8 D. Xem bên này xem nào, 577, 578, series liền kề đấy ạ. Các bạn nghe đây.
Có mấy mã đấy, cứ xem đầy trong hộp. Không suy thế nào. No, lên con gì được các bác nhỉ? Đây, chắc ở đây chắc không bác nào chưa được va vấp đến em này đâu đúng không ạ? Một thời huyền thoại. Đây này, em nhấc cái màn này ra cho bác nhìn này. Lớp này. Đấy, đi lông dán này. Em nó còn đẹp như thế này cơ mà. Huyền thoại một thời đấy. Tôi cứ dán là cho các bác về dùng cho nó còn zin bác nhá, vì đỡ dây chuyển đi thì loại nó xước. Đây các bác đang nhìn đây là trên tay em, đó là con Nokia E72, Nokia E72 một thời hiện tại chạy 3G luôn, pin vài ngày luôn, pin trâu vài ngày luôn ạ. Con này là màu đồng, nó gần như đồng, màu nông đồng. Đằng lưng vẫn còn tem này. Con này giá 1.390.000. Bác nào muốn lấy dòng dưới 1 triệu cũng có, nhưng dưới 1 triệu thì hơi xấu, nó hơi bị rứt sát. Thế thôi. Được nhá. Con này 1.390.000 có sạc cho các bác luôn. 1390. Nokia E72. Huyền thoại đấy. Huyền thoại và kỷ niệm của những bác nào đây. Con này dùng các bác dùng pin trâu vài ngày luôn. Đấy. Những bác nào thích em nó, alo cho em Tuấn. E72 có hai màu bác nhé, có màu này. Đây này, đây còn màu đen nữa này. Đây có con màu nữa, màu đen nữa này. Đây. Con màu đen này cũng còn siêu luôn này. Đây. Còn siêu này, còn có màu đen này nữa. Đấy, bóc siêu ra nó cũng thế luôn, nhưng thôi cứ dán vào nhìn nó hơi mờ thì kệ, để cho nó bảo vệ màn hình cho bác. Trước lúc về bác mua nhìn cho nó thích. 1.390.000 con này nhé. Đấy, 272. Bác nào muốn rẻ hơn có nhắn vào Zalo số này cho em. Em gửi ảnh một số con nó chỉ tầm dưới 8-900 có, nhưng nó hơi xấu quá. Nó sứt sẹo, nó không được đẹp. Của con này thì nó đẹp và nó là xuất sắc này. Nhưng con tầm giá hơn triệu nó đẹp xuất sắc cho bác. Con này bác nghe gọi mấy ngày luôn. Nghe gọi mấy ngày luôn. E72 một thời đây. Ok chưa ạ? Nokia E72. Nó bóc cái này đi nhìn phê lắm bác. Nhìn bóc cái lông đi nhìn. Đấy. Bóc lông đi nhìn phê. Rồi bác nào nhu cầu liên hệ em Tuấn nha. 1.390.000 một em. Có sạc cho các bác theo luôn đấy. Có sạc kèm theo cho bác. Thôi em cứ dán vào đây để cho nó đẹp tí, nó giữ màn hình. Chào các bác.